Xin chào các bạn, chúng ta lại quay lại video về thử tải dầm UHPC. Mà đây là thử mối nối giữa hai phân đoạn dầm, thường gọi là thử cái phần Shiaky, tức là sự làm việc đồng thời của cái mối nối này với lại hai phân đoạn dầm bê tông siêu tính năng sử dụng cho cầu nông thôn với cái tải trọng là 0,45 HL93 và chiều rộng cầu là 4 m. Và cây cầu này là sườn U hở, tức là sườn lên trên, được đúc với cái chiều rộng là 4 m và chiều dài theo chiều dài cầu là 2 m nối với nhau bởi các cái bó cáp căng sau. Các cái dầm này có nhịp từ 12 m cho đến 20 m tùy theo yêu cầu tại hiện trường. Người ta sẽ thay đổi cái chiều cao dầm cũng như là cái số lượng cáp ở trên dầm. Đây là quá trình setup cái mối nối giữa hai đốt dầm UHPC. Và đây là cái mối nối giữa hai phân đoạn dầm UHPC lần đầu tiên được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tại Việt Nam. Chúng ta thiết lập hai cái hệ thống kích ở trên mặt dầm sát vào cái mối nối để thử nghiệm cái việc làm việc đồng thời của mối nối với lại cái bản mặt dầm cũng như là hệ sườn dầm. Quá trình thử tải bắt đầu. Chúng ta có 12 cấp tải và tổng tải trọng sẽ dự kiến là lên đến 100 tấn. Chúng ta sẽ có cái quá trình kiểm tra xem là cái biến dạng, ứng suất cũng như là nứt và võng nó sẽ thể hiện như thế nào trong quá trình thử tải và tăng tải với 12 cấp độ gia tải. Hệ thống Losen, hệ thống LVTD và các sensor cũng như là đồng hồ đo biến dạng đã được gắn và kết nối với lại phần data log cũng như là phần máy tính để sau này xử lý cái số liệu đầu ra. Quá trình gia tải đang được tiến hành liên tục qua mỗi cấp. Chúng ta nhớ là đây là cái dầm UHPC phân đoạn đổ với chiều rộng là 4 m và chiều dài theo nhịp dầm ấy là 2 m, được nối với nhau bằng cái hệ thống Shiaky cũng như là liên kết bởi cái bó cáp căng sau. Các dầm này có cái hệ sườn ngang, thế còn sườn dọc ấy thì là bố trí các cái lỗ luồn cáp để mà căng xong. Thực hiện cái việc này là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng, công ty tư vấn của Đại học Giao thông Vận tải. Thế còn chúng tôi là cái đơn vị tư vấn về công nghệ giúp cho Thành Hưng để thực hiện cái việc này trong cái chương trình cầu nông thôn của tỉnh. Cầu nông thôn này sẽ được thực hiện bằng công nghệ bê tông siêu tính năng, tiên chế và căng sau. Đây là giai đoạn phá hoại cuối cùng. Giai đoạn cuối cùng chúng ta đã nhìn thấy xuất hiện các cái vết nứt, vết rạn. Và các cái vết nứt này xuất hiện khi mà dầm làm việc bị uốn bụng, phần bụng. Chứng tỏ là cái phần sườn ngang là cái tiết diện yếu nhất ở đây. Và có một phần là cái phần phá vỡ của cái đầu neo, tức là các cái cốt thép đầu neo ấy cũng cần phải tối ưu hóa. Cái phần võng bản mặt, chúng ta nhìn thấy các cái vết nứt ở giữa võng bản mặt. Cháu làm sao cháu mà muốn kiểm tra vết nứt thì cháu lấy nước nhanh nhất. Kết thúc quá trình. Đây là những nhân vật chủ chốt trong cái quá trình thử nghiệm cái phiến đốt dầm này. Và cái việc thử nghiệm này đã cho thấy là cái mối nối vượt tải rất là nhiều và đáp ứng được cái yêu cầu cần thiết. Xin trân trọng cảm ơn.